Chào bạn, trong phần thứ hai của bài thiền, bạn sẽ tìm thấy khoảnh khắc hiện tại của mình, nơi mà mọi thứ đều khả thi. Nếu bạn nhận thấy tâm trí của mình đang trôi dạt trong luồng suy nghĩ về những người bạn biết, những vấn đề khác nhau mà bạn gặp phải, những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ hoặc sắp xảy ra trong tương lai, khi bạn nghĩ về cơ thể bạn, cân nặng, nỗi đau, cơn đói, hoặc thậm chí là việc ngồi thiền này sẽ tiếp tục bao lâu, thì hãy nhận thức những suy nghĩ đó và đưa ý thức của bạn trở lại vùng đen tối, khoảng trống lượng tử của các khả năng vô tận. Và sau đó, một lần nữa, giao phó bản thân mình cho hư không. Và bây giờ, đã đến lúc trở thành vô thể, vô danh, vô lượng, vô định tại vô thời điểm, để trở thành ý thức thuần khiết, để trở thành một nhận thức trong trường tiềm năng vô hạn, và đầu tư năng lượng của bạn vào cõi hư không. Và bạn càng nén lại trong cõi hư không, bạn càng vẽ ra một cuộc sống mới cho mình, đơn giản như một ý nghĩ nảy nở trong bóng tối vô cực, và mở rộng sự chú ý của bạn vào vô định, vô thể tại vô thời điểm. Và nếu bạn với tư cách là một người quan sát lượng tử, khi nhận thấy tâm trí mình quay trở lại với những gì đã biết, với điều quen thuộc về con người, đồ vật hoặc những địa điểm quen thuộc, về cơ thể của bạn, về nhân dạng của bạn, về cảm xúc của bạn theo thời gian, trong quá khứ hoặc ở thì tương lai có thể đoán trước, thì hãy đơn giản là nhận biết rằng bạn đang quan sát những điều quen thuộc đó, và buông bỏ ý thức của bạn trở lại khoảng không của các khả năng, và trở thành vô thể, vô danh, vô lượng, vô định tại vô thời điểm, bước vào cõi hư không, mở ra một cõi phi vật chất của tiềm năng lượng tử. Bạn càng nhận thức rõ, bạn càng dễ tạo ra khả năng.